chương trình radio Cà Phê Sáng. Chúc cho tất cả các cô chú, anh chị một ngày mới thật đẹp và bình an. Một người đàn ông đi làm về đến nhà, nhưng không vào nhà, đứng ngoài vườn, nói lẩm bẩm một cái gì đó không rõ. Vợ anh ta hỏi: "Này, anh làm cái gì vậy? Sao không vô nhà đi?" Anh ta đáp: "Cho anh 5 phút, anh đổ rác rồi anh vô." Rồi anh ta đứng đó lại lẩm bẩm tiếp: "Nhà mình không liên quan đến công việc. Chốt sổ một viên để mai tính tiếp, không mang buồn phiền rắc rưởi về nhà. Nhà mình cần an vui, nhà mình cần bình yên, không đem xăng dầu và lửa về nhà. Giày dép mang vào nhà nó dơ, phiền muộn trong công việc bên ngoài đem về nhà, nó làm bẩn đi cái hạnh phúc." Chuyện nhỏ nhưng tác hại rất lớn. Trong công việc, ở ngoài đường, có rất nhiều điều làm cho bạn bực bội, tức giận, bức xúc, lo lắng, chán ghét. Những cảm xúc này theo bạn về nhà như hình với bóng. Theo thói quen cảm tính, bạn sẽ trút hết những loại rác dơ bẩn này lên gia đình của mình qua nhiều hình thức gián tiếp khác nhau. Những chuyện linh tinh không đáng, nhưng tự nhiên nhà cửa không còn được an vui nữa. Rồi sáng hôm sau, muộn phiền buồn bực ở nhà, bạn cũng lại mang nó về công ty. Rồi tự nhiên cả ngày bạn không làm được cái gì, toàn gặp chuyện bực bội ở công ty. Một vòng tiếp nối luẩn quẩn: bực ở nhà, giận ở cơ quan, bực ở cơ quan, buồn bực ở nhà, tức bên ngoài, giận trong nhà, quạo ở nhà, chửi bới bên ngoài. Việc này mà cứ kéo dài thì chẳng khác nào sống trong địa ngục. Bạn thân mến, bạn có thể ngắt vòng lặp luẩn quẩn này bằng cách chốt vai tuồng của mình trong xã hội ở từng nơi khác nhau. Ở thời điểm khác nhau, bạn đóng vai khác nhau. Hãy bỏ lại mọi cảm xúc và các công việc không liên quan đến cái vai bạn đang đóng hiện tại. Lúc sáng, bạn là nhân viên. Chiều về gặp bạn bè thì bạn là người bạn. Tối về nhà gặp gia đình thì bạn là một thành viên trong gia đình. Dù bạn chỉ là nhân viên bình thường hay là ông giám đốc này, bà xếp nọ, thì về đến nhà, bạn vẫn là người chồng hay người vợ, người cha, người mẹ hoặc là người con. Bạn chỉ là nhân viên, nhưng bạn không phải là nhân viên của chồng hay của vợ bạn. Bạn là sếp ở cơ quan, nhưng ở nhà thì không có sếp. Sếp có thể lớn tiếng với nhân viên, nhưng về nhà bạn không thể lớn tiếng với cha mẹ. Bạn có thể thể hiện quyền lực của mình với cấp dưới, nhưng với bạn bè thì bạn không có chỗ cho sự thể hiện khoe khoang. Sống theo từng khoảnh khắc khó quá, thì ta có thể sống theo từng khúc. Một khúc là một khoảng thời gian trong ngày. Giờ nào sống đúng nghĩa theo đúng vai trò của giờ đó, chỉ bấy nhiêu thôi, bạn sẽ ổn, gia đình sẽ hạnh phúc, cuộc sống sẽ bình an. Tác giả Tôn Ni Tình. Chương trình Radio Cà Phê Sáng xin được kết thúc tại đây. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio một ngày mới tràn đầy năng lượng và thành công.